xin chào mọi người và chào mọi người đã trở lại với kênh Tui Là TV. Và trước khi vào video các bạn đừng cho tôi một like, một subscribe cũng như là cho mọi người đăng ký tôi tin nha. Và hôm nay tôi đang chơi Liên Quân nè các bạn ơi. Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau trong Liên Quân nên chúng ta hãy vô chơi một trận thôi nè các bạn ơi. Let's go. Trời đất ơi, đang chơi tự nhiên Huy núp nó gọi mình chi vậy? Phiền thiệt chứ, đang chơi mà thôi qua chạy tiếp không nghe điện thoại đâu. Ôi trời ơi, nó gọi nè, trời ơi. Đây trời ơi, nó gọi quay tắt mông được này, trời ơi. Được rồi, alo, gọi cái gì vậy Huy núp ơi? Trời tao gà, mày ra giữa làng đi, cứ này hay lắm nè. Trời đất ơi, tao đang chơi Liên Quân mà thằng này phiền thiệt chứ. Trời cứ ra giữa làng đi rồi. Gọi gọi gọi, biết gọi, ra liền trời đất ơi. Thôi để xíu nữa mình chơi tiếp coi được rồi. Bây giờ mình ra giữa làng cho vừa cái lòng thằng Huy núp cái đã coi được rồi, để xem nó có cái gì mà nó gọi mình ra giữa vậy trời. Ôi trời ơi, chưa tới mình nghe tiếng nhạc gì sập sình dưới trời. Ôi trời ơi, tụi nó đang làm cái gì giữa làng vậy các bạn, nhìn kìa. Ôi trời ơi, nhảy gì mà sung quá vậy trời. Ôi ơi, mọi người đang làm gì, mọi người đang làm cái gì mà nhảy gì tùm lum tà la vậy trời ơi. Nhân ngày hội Liên Quân tôi kiếm được cái loa lên chơi, bây giờ tụi tôi đang thi nhảy nè. Ông kiếm được cái loa đâu mà bự dữ vậy, dắt ơi. Wow, các bạn nhìn kìa, nguyên một cái loa luôn, nhạc nó sập trình nhảy ơi bị đã luôn á. Quên comment ở dưới các bạn ơi. Nhưng mà trời tối luôn rồi, nhanh quá vậy trời. Công nhận cái loa này nhạc nó hay thiệt đúng không các bạn ơi. Nhưng mà dắt kiếm được cái loa này xịn sò này ở đâu ra vậy? À tôi kiếm được trong bãi rác á. Cái gì trong bãi rác mà có một cái loa vậy luôn á hả? Nhưng mà trên cái loa nó có cái nút gì nè. Ủa có cái nút gì á? Bấm thử cái coi. Ôi bấm thử coi. Ôi kìa vậy. Ôi trời ơi, cái loa sau khi mày bấm nút xong cái nó bị gì vậy? Ôi trời ơi, sao cái nghe tiếng nó kỳ vậy? Trời ơi, mày phá kìa, mày phá hay làm gì vậy Huy Đáp ơi? Trời ơi, cái loa nó càng ngày nó càng nghe tiếng gì ghê quá vậy trời ơi. Cái loa nó bắt đầu rung lên rồi kìa ơi. Cái loa nó bắt đầu đâu ra cái con speakerman này vậy các bạn? Nó từ cái loa mình lên nó trở thành một con quái vật khổng lồ, nó có nhiều loa luôn. Chạy ra chị Lam ơi, chị đập chết ơi. Trời đất ơi, đâu ra cái con speakerman nó bự nó đằng sau lưng của mình kia các bạn. Trời ơi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây em ơi? Chúng ta phải làm sao đây? Hay là mình xây nhà an toàn đi tôi gà. Bây giờ chắc chỉ có cách đó thôi các bạn. Chúng ta lần này sẽ phải lại xây nhà an toàn chống lại cái con speakerman khổng lồ đằng sau mình rồi. Trời ơi, nó phát hiện tụi mình rồi em ơi. Chạy đây. Chúng ta hãy mau xây nhà an toàn. Ôi trời ơi, dừng lại. Thôi để mình có chơi Liên Quân các bạn đi, là mình sẽ nhờ tướng Liên Quân để chúng ta có thể xây nhà an toàn được rồi. Triệu hồi tướng Liên Quân thôi. Ây cha, tướng Liên Quân xuất hiện rồi kìa các bạn ơi. Ôi, đây chỉ là Yuka trong Liên Quân kìa các bạn ơi, nhìn ngầu quá vậy. Tôi kiếm ta có chuyện gì? Tôi kiếm ông để nhờ ông đưa tới cái chỗ mà có thể xây được nhà an toàn, tại vì con Titan Speakerman nó đang đi tới kìa. Được rồi, vậy để ta. Nhanh lên ông ơi, nhanh lên Yuka ơi. Đây chính là sân khấu của ta đó. Wow, sân khấu của Yuka ta rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy lấy cái chỗ cái sân khấu này để mà xây nhà an toàn luôn các bạn. Để xíu nữa cái con Titan Speakerman khi nó tới thì mình có thể chiến đấu với nó bằng một cái căn nhà an toàn. Cảm ơn ông Yuka nhiều nha. Cảm ơn thế giới Liên Quân nhiều. Và bây giờ chúng ta hãy bắt tay vô xây những cái bẫy để họ có thể làm ra những cái bẫy an toàn để chống lại cái con Titan Speakerman luôn các bạn. Được rồi, làm bẫy cùng Yuka cùng mọi người thôi nào. Let's go. Chúng ta sẽ làm cái bẫy đầu tiên là Yuka. Đó chính là cái bẫy hả Cybernet. Tại vì sao mình lại dùng Cybernet? Tại vì đây chỉ là một cái con mình đã tiêu diệt được trong quá khứ, và bây giờ mình chỉ cần đặt nó xuống một cái tê là chúng ta đã có được một cái bẫy Cybernet rồi này các bạn. Là nó sẽ có một cái loa và nó xoay vòng vòng như vậy đó. Bây giờ chỉ cần có đứa nào đi vô cái phạm vi của con Cybernet này thì lập tức nó sẽ bắn ra những cái âm thanh mà khiến cái con đó bị điếc tai luôn các bạn à. Và bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm trên một chú bò đây các bạn. Được rồi, mình sẽ thử đưa chú bò vô đây coi. Hãy cha, được rồi. Ôi, các bạn thấy chưa? Lập tức một cái âm thanh nó sẽ được trưởng ra và chết chú bò luôn. Dù là Titan Speaker hay là Speakerman Skibidi vậy đi vô cũng bị nó trưởng cho mà
chết queo luôn. Bây giờ chúng ta có tổng cộng tận 4 cái loa luôn các bạn. Mà xíu nữa thì còn speakerman mà nó bước vô lập tức sẽ những cái loa này nó sẽ chửi vô người đó. Mày coi đi các bạn nhá, là coi hết video của Toga để xem thử Toga thì đánh bại được nó cùng Yuka với lại cùng mọi người ra xin tốt tim không nha các bạn ơi. Vậy là chúng ta đã xong cái bẫy thứ nhất là hả, được quỷ đầu loa rồi các bạn. Và cái bẫy tiếp theo đây, còn đây chính là cái bẫy của ta nè, đây chính là bẫy của Yuka làm này các bạn ơi. Ủa có một cái đĩa nhạc còn bên dưới là quá trời gai luôn các bạn ơi. Trời ơi, vậy là chúng ta phải giữ thăng bằng để đi qua cái đĩa này mà coi chừng đụng với cái gai. Ôi Yuka làm bẫy xịn quá các bạn. Được rồi và chúng ta sẽ phải giữ thăng bằng làm sao để có thể bắt qua được cái chỗ bên này mà không bị lọt xuống dưới chỗ gai nhọn kia các bạn ơi. Wow, làm bẫy hay lắm Yuka. Mà to mà. Ok được rồi các bạn, vậy là mình đã xong một cái bẫy thứ hai của Yuka làm và chúng ta sẽ làm một cái bẫy tiếp theo ở bên này nữa. Cái bẫy tiếp theo này nó cũng liên quan tới cái đĩa nhạc các bạn. Tại vì sao? Tại vì mình có một cái thùng hộp nhạc này và chúng ta chỉ cần đạp lên nó một cái hãy cho thì lập tức nó sẽ bắn ra một cái đĩa nhạc. Nhưng mà cái đĩa nhạc kèm gai với các bạn gì kìa. Ô mà chỉ cần còn hả quái vật Titan Speakerman đi vô thì sẽ bị ngay cái đĩa nhạc này nó cứa lên coi. Nào bấm một cái leo ra một cái đĩa này đó các bạn thấy không. Mình chỉ cần bấm một cái cho là nó sẽ bắn ra một cái đĩa gai và nhìn nó hơi bị nhọn đó nha. Chúng ta sẽ làm luôn một cái dãy đĩa nhạc này để chúng ta có thể đạp lên chỗ nào thì nó sẽ bắn ra cái đĩa nhạc cho đó. Và xíu nữa Speakerman nó đứng đâu mình chỉ cần nhắm như là nhắm súng vậy bạn, và mình sẽ đạp lên những cái này. Ví dụ mình đó đứng lên kia mình sẽ bắn đó các bạn thấy không, đĩa nhạc nó sẽ được bắn ra từ những cái hộp nhạc này và tiêu diệt con Speakerman luôn. Còn cái này là cái gì đây chị Nabi ơi? Đây chính là bẫy của chị đó cô gà, em không biết đây là tai nghe sao. Hèn gì nhìn nó giống một cái tai nghe vậy các bạn, như là một cái headphone vậy. Nhưng mà chị đã biết nó thành một cái kẹp rồi, chỉ cần đi vô thì kẹp. Hay quá vậy, để mình đi vô thử coi bảo chỗ rồi. Những cái tai nghe thì coi nó đang kẹp ra kẹp vô kẹp ra kẹp vô, để mình thử đi vô coi thử nó có bẹp dí như chị Nabi nói không. Được rồi, đi vô coi. Hay cho. Ui da, tôi bẹp dí luôn rồi các bạn. Tôi như cái thanh củi luôn các bạn. Trời đất ơi, đúng là cái bẫy kẹp hay được rồi. Trời đất ơi, để biến lại mình được rồi. Hay cho. Trời đất ơi, tức thiệt chứ, bẫy này cũng xịn đó nhưng mà Huy Đâm thì sao? Trời đất ơi, sao Huy Đâm giờ nó còn đứng nó nhảy sang nhảy vậy thằng này? Trời đất ơi, giờ tình thế nguy cấp, mày sắp bị tiêu diệt mà mày còn đứng nhảy được hả mày? Mày cái gì hết á? Ủa, là sao? Đây chính là bẫy xa nhảy, mày nhanh lên trời. Nhanh lên trời hả? Ôi trời ơi, ôi trời ơi, mấy cái nốt nhà khổng lồ nó đang rớt xuống kìa bà. Ôi trời, chị Nabi coi chừng kìa, ôi trời ơi, ôi nó rớt kìa, nó rớt kìa, coi chừng né đi, mày né đi. Hay đâu đi đó bà. Ủa nhưng mà sao những cái nốt nhạc đó rớt xuống được hay vậy ta? Hoặc những cái nốt nhạc các bạn ơi khi mà chúng ta đánh DJ. Chúng ta còn một cái bẫy gọi là bẫy bí mật ở vũ khí bí mật ở cuối cùng nằm ngay đây các bạn. Các bạn nhìn nó tưởng là một cái loa một cái mic bình thường thôi nhưng không, đó chỉ là vũ khí bí mật. Nó gọi là hãy chờ coi hết video để biết được cái tác dụng của nó là gì nha các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta chuẩn bị chiến đấu với Speakerman thôi nào. Speakerman đã thắng một lần. Speakerman tới rồi kìa, đem ơi coi nhau kìa. Chuẩn bị ra, chuẩn bị ra. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới coi cái bẫy đầu tiên nó sẽ xử lý như thế nào đây các bạn à. Cái loa kia loa chữ này chữ này. Những cái loa nó đang chữ nó kia các bạn. Được rồi, để coi những cái loa chữ coi. Ô, có đang những cái loa Siren S ơi, chữ nó đây. Các bạn nhìn kia, những cái loa liên tục chữ nó đang cho nó luôn kìa. Các bạn nhìn kia, nhìn kia. Ô, cái ô, là chữ nó kìa. Ô, nó chữ kìa bạn. Có đây, có đây, có đây. Cái loa, ô, chữ nó tiếp đi. Những cái đầu loa, chữ nó tiếp đi. Ôi, trời ơi, các bạn nhìn kìa. Ôi, những cái loa nó liên tục bắn vô chân nó mày này con. Rồi ngươi làm sao bây giờ đưa về lại cho nó để cho nó đi lại các bạn. Tại vì cái đĩa nhạc này rất là nhỏ nên nó không thể nào giữ thăng bằng được đâu. Cái con Speakerman kia ơi, nó vẫn đang bị những cái loa chưởng rồi, những cái đánh chưởng nó kia bay ra con mày này con. Thôi được rồi, bây giờ tới lượt nó đi lên những cái đĩa nhạc các bạn. Được rồi, mày nặng quá, mày nặng quá, mày xem thử mày đi được không nè. Ôi nó đang giữ thăng bằng kìa, đem ơi coi cho mày. Ôi cái đĩa nhạc nó bể rồi, nó nặng quá cái đĩa nhạc các bạn. Rồi mày này con bị đâm nè con, bị đâm nè, bị gai năm kìa các bạn ơi. Giờ chết mày rồi, chết mày rồi. Thôi liệu chúng ta có thể chiến thắng không hả Yuka ơi? Chết mày rồi này Speakerman à. Ok vậy. Lùi lại Yuka. Trời đất ơi, nó nhảy lên luôn kìa. Lùi lại. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tới cái bẫy đĩa ra đây các bạn. Được rồi, mày đây con. Mày bắn đi ơi. Trời ơi, chỉ cần bắn ra như nó một cái là nó sẽ nổ đấy các bạn. Mày bắn đĩa mày đây con. Được rồi, anh em hãy chia nhau ra đạp những cái bẫy đây. Mày đạp đi Huy Đức ơi, đạp đi chú cây chị Nam Huy ơi. Nó bay, ôi chỉ cần đạp vô cái đĩa là sẽ bị bay rồi. Được rồi, đạp mày nữa, mày nổ đi con. Đạp đi anh em ơi, mày đạp đi tiếp theo lên trên đây mày đi con.
rồi bây giờ nó phá cái địa nhà của mình kìa. Bây giờ đây nó phá nguyên cái dàn nhà của mình luôn. Lùi lại nó bay, lùi lại nó bay. Chuẩn bị rồi, được rồi, tới lượt cái tai nghe kẹp, chuẩn bị kẹp mày đây, con kẹp nó đi chị đó. Bây giờ hay cha, trời ơi, đây thì Spiderman bây giờ nhìn như cái cây củi vậy các bạn ơi, nhìn bắt cười qua bóng đầu hàng chưa hả? Đầu hàng chưa? Ok vậy, ôi nó chưa đầu hàng sao? Ha ha ha. Bây giờ ông ngon thì ông tới đây, tụi tôi sẽ đánh delay cho ông chết cho mà coi. Lên nhạc nào, hãy cho nhảy đi em ơi. Rồi, bây giờ nếu mà chúng ta lên nhạc thì những cái kia nó sẽ rớt xuống, những cái nút nhạc nó sẽ đè bẹp Spiderman. Né đi Spiderman ơi, trời ơi quá trời lên lên luôn kìa, ôi nó mưa quá trời luôn kìa, rớt cây đầu đây, ôi rớt cây đầu đây kìa, bay đi nó nằm bẹp dí luôn kìa. Em dừng lại, hình như nó đã bị những cái nốt nhạc đè bẹp dí ở đây luôn này, để coi như kìa, ôi nó chu cái đít lên luôn, bắt cười quá đi, bắt chạy lên. Vậy là Spiderman nó bị đánh bại rồi. Cái gì vậy các bạn, sao điện đâu nó dừng dừng vậy, đừng giỡn nha, lùi lại nè, cái gì vậy, hình như nó vẫn còn sống anh em ơi. Rồi, nó đi vô kìa đây, được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta phải sử dụng cái bảy vũ khí bí mật cuối cùng rồi, đó chính là cái loa âm thanh đây nè. Cái này khi chúng ta càng la to cho nó thì cái loa bên ngoài nó sẽ càng trưởng ra sức mạnh âm thanh, và chúng ta hãy sử dụng nó để tiêu diệt cái con Spiderman đang đứng kia kìa. Được rồi, để bây giờ em thử trước nha. Được rồi, ai cha, sao không ra đi bay nè con. Nhưng mà sao không có suy nghĩ gì hết vậy, chết rồi. Ôi hình như ngươi la hơi nhỏ hay sao đó. Trời ơi, không có suy nghĩ, tôi la nhỏ. Được rồi, vậy ông Yuka ông la thử coi, ông là người ca sĩ gì mà. Được rồi, để ta. Được rồi, để ông Yuka coi. Wow, Yuka la to với anh bơi. Hắn chưa chết hả? Không, cũng mạnh nhưng mà chưa đủ tiêu diệt sao, chết rồi. Yuka cũng không hát nổi luôn, giờ sao đây? Đừng lo, hả? Để Nabi tôi nè. Đúng rồi, còn chị Nabi hả? Đúng rồi, chị Nabi ơi, cố gắng hét to lên có thể đi. Nhờ có sự hỗ trợ của mọi người, cùng với đó là hỗ trợ của các bạn, cùng với sự hỗ trợ của liên quân đó, đặc biệt là Yuka đây nè. Được rồi, lần sau có cần giúp thì kéo ta nữa nha. Ôi nhớ rồi ông Yuka, còn bây giờ thì bye bye ông nha. Bye bye tất cả mọi người. Tháng 7 này vào liên quân, các bạn có thể tham gia chuỗi sự kiện ngày hội liên quân cực hoành tráng diễn ra từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8. Nhận free trang phục S cộng hữu hạn Yuka Rapper Big Panda, trang phục A hữu hạn Kira nghệ sĩ Graffiti. Ngoài ra các bạn còn được tặng miễn phí thêm một trang phục S hoặc S cộng khi chơi sự kiện ngày hội liên quân trốn nóng, chốt qua đi.